Trước mắt quý vị và các bạn là những bộ chuyển cầu loa sử dụng chuyển từ mỏ chim ra rắc đa năng, bắp chuối, mỏ chim hay là càng cua đều sử dụng được. Và những bộ này được DIY tại Eway 371 một cách rất tỉ mỉ, chi tiết, kỹ lưỡng và chất lượng, từ đầu rắc cho đến dây dẫn cho đến từng cái mối hàn. Các bác có thể cảm nhận cái sợi dây ở đây. Đây em sử dụng là ba cái lõi bạc, đồng mạ bạc, chính xác là đồng mạ bạc, và tết tay lại như thế này. Đấy. Và rất nhiều anh em sử dụng những bộ dây loa xịn, anh em không muốn thay đầu rắc. Khi mà các bác anh em thay âm ly hoặc là thay loa mà âm ly hoặc loa của các bác anh em chỉ đấu được mỏ chim, và trong khi âm ly như này, dây loa như này, thì các bác có thể cắm bắp chuối vào đây. Đấy. Đầu còn lại là mỏ chim thì các bác có thể kẹp vào thiết bị của các bác và anh em nhé. Hoặc là các bác có thể càng cua ở đây, nó có thể đấu được càng cua các bác và anh em nhé, đấu càng cua vào đây cũng được. Thậm chí anh em có thể sử dụng đấu cho loa chép cũng được nhé. Rất nhiều anh em mà lắp thêm một con chép bên ngoài, có thể kẹp dây vào đây để đấu cho một con super chép. Đấy, được chưa? Các bác siết lại, siết chặt lại. Đấy, sau đó cái đầu này thì các anh em vẫn cắm bắp chuối vào bình thường được. Như vậy thì dây loa sẽ đấu vào đây và lai thêm một con loa chép ở trên hoặc một con loa trợ lời ở trên, rất là ok. Đấy, em sẽ. Còn cách sử dụng rất đơn giản rồi. Cái bộ chuyển của loa này thì không phải là bên em bây giờ mới làm, hoặc là rất nhiều chỗ làm rồi. Nhưng mà rất nhiều khách hàng thì sử dụng những bộ dây loa đắt tiền lên đòi hỏi là cái đoạn nối này nó phải thật là xịn, để nó không làm giảm đi cái suy hao đi cái tín hiệu của các bác và anh em. Các bác hình dung là cái dây loa của các bác kém rất xịn, rất đắt tiền, mà qua cái bộ chuyển như này nó kém chất lượng, thì tự nhiên rằng là cái giá trị của cái bộ dây loa này nó bị mất đi, đúng không ạ? Thậm chí là bên em có những khách hàng đặt những bộ dây loa, những bộ chuyển cầu loa lên tới hàng triệu bạc. Bởi vì khách hàng của anh dùng bộ dây loa hơn chục triệu, mười mấy, 20 triệu. Nên là anh vào đặt, anh làm bộ dây loa mà xịn nhất cho anh. Đấy, thì bên em cũng phải tuyển chọn từ cái đầu rắc này, từ những cái dây dẫn này, làm sao nó xứng đáng đồng tiền các bác và anh em bỏ ra. Đấy. Một bộ chuyển cầu loa như này sẽ có 4 cái, 2 đen, 2 đỏ. Đây, thì các bác có thể hình dung như này. Đấy. Kể cả những cái cầu này nhé, bên em cũng tuyển là hàng đẹp nhé. Đẹp. Và mỗi một sợi sẽ là 4, mỗi một cái sẽ là 4, là 3 cái sợi đồng mạ bạc. Trước kia thì em tết 4, nhưng cái bản này đồng nó, em tận dụng được cái dây bãi đồng mạ bạc nên em chỉ dùng 3 sợi thôi. Để anh em thấy 3 sợi tết lại. Đấy. Và rất chỉnh chu, kể cả cái mối hàn này cho đến những cái đoạn vút thiếc ở đây này, anh em để hình dung, kể cả thiếc bạc nhá. Đem đến một cái sản phẩm nó chất lượng nhất cho các bác và anh em. Chính cái tiểu tiết nhỏ như này nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái bộ dây loa của các bác và anh em. Chỉ cần cái bộ này nó kém chất lượng này thì cái dây loa của bác anh em nó xịn đến mấy nó cũng bị thắt cổ chai ở đây. Đúng chưa? Và ở đây thì em sẽ không bọc co, anh em có thể yêu cầu em bọc co cũng được, nhưng em sẽ cố tình em để lộ luôn cái dây như này để cho anh em muốn bọc co kín lại cũng được nhá. Còn đây thì mình làm thủ công rất tỉ mỉ, rất chi tiết như này để anh em có thể xem. Nó cũng khá là bắt mắt. Một bộ như này có giá là 250.000 đồng. Các bác anh em nhá. À, một bộ chuyển cầu loa như đây, bên em DIY sẽ có giá là 250.000 đồng 4 chiếc. Các bác và anh em nào có nhu cầu cần bộ chuyển cầu loa như thế này thì có thể nhắn tin gọi điện cho bên em qua số điện thoại 0908 722 688. Bên em giao hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra mới phải thanh toán. Cảm ơn các bác và anh em, xin chào và hẹn gặp lại.